Nhìn gì nhìn? Không thấy người ta làm được sao mà nhìn? Hả? Ok, hello các bạn. Chào mừng các bạn là Dũng Minh, là sư môn lép đến từ làng Hoa Quốc Cao. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể làm được top plan từ con số 0 các bạn. Và nhắc đến plan, chúng ta cần phải nhắc tới cái hai cái kỹ thuật. Mà cái kỹ thuật này nó sẽ theo bạn suốt trong quá trình tập luyện của mình luôn các bạn nha. Thứ nhất đó chính là tư thế của bả vai. Và thứ hai đó chính là bạn phải luôn giữ hollow body các bạn. Bạn xoay cái hông của mình về phía trước, cuộn cái hông lên để các bạn không? Cuộn cái hông lên và siết bụng lại. Thì cái hollow rock này, hollow body này mình đã từng làm clip rất nhiều rồi. Bạn có thể xem lại hướng dẫn hollow rock ở đây. Vai của mình nó sẽ có 4 tư thế chính, 4 cách chuyển động chính các bạn. Nâng hai vai lên nè, hạ hai vai xuống, đưa hai bả vai lại gần nhau, phải không? Và đưa hai bả vai ra xa nhau các bạn, đưa hai bả vai ra xa nhau. Thì trong planche bạn cần phải hiểu là tư thế của bả vai mình phải là đưa vai ra xa nhau và cái hạ xuống các bạn, đưa vai ra xa nhau, hạ xuống, ok? Nhớ nha, rất là nhiều bạn tập planche, bạn không có đưa hai bả vai ra xa nhau, bạn giữ planche. Yeah. Bạn không có hạ vai xuống mà bạn đưa vai lên. Yeah. Ok, rất là dễ đau cổ, thì đó là sai hết. Bạn phải nhớ, vai của mình phải hạ xuống và đưa ra xa nhau. Nó giống vậy đấy bạn. Ok, nó phải như vậy mới đúng. Yeah. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào những bài tập từ con số 0 để bạn có thể cảm nhận được rõ tư thế bả vai của mình các bạn ha. Let's go. Ok, và bài tập đầu tiên là chúng ta sẽ đưa hai bả vai lại gần nhau và hạ vai xuống. Chúng ta sẽ ráng vào cái vị trí đúng nhất của planche bằng cách là các bạn vào vị trí này thôi, chống gối nha các bạn ha. Rồi, bạn đưa hai bả vai lại gần nhau nè. Sau đó hạ vai xuống, các bạn thấy nhớ nè. Hạ vai xuống, đúng không? Hạ vai xuống, chưa? Sau đó bạn từ từ bằng đẩy hai vai lên. Đó, bạn làm như vậy. Nhớ là không có gồng cổ các bạn. Rồi bạn làm như vậy. Bạn tập như vậy trước đã. Ok. Mình làm lại nha. Đưa hai bả vai lại gần nhau. Tách cỡ, sau đó hạ vai xuống. Đẩy. Và nhớ giữ thẳng tay các bạn. Vai này luôn thẳng tay. Rồi giữ đây. Đó. Nhớ nha, bạn không phải làm vậy nha. Phải nâng vai lên rồi đưa vai lên như vậy là không đúng các bạn nhé. Rồi, mình sẽ làm lại kết hợp với kỹ thuật hồ rock. Đầu tiên là đưa hai bả vai lại gần nhau nè, hạ vai xuống, đẩy. Đó mình sẽ kết hợp với hồ rock các bạn, hồ rock. Đó, thì bạn phải tập được cái tư thế này trước đã, tập được tư thế này. Nào, ok. Đó là bước đầu tiên để bạn có thể tập lên. Mình nhấn mạnh với các bạn một cái điều là cái bài tập đầu tiên này là bài cực kỳ quan trọng các bạn. Nếu bạn gặp vấn đề về di chuyển khớp vai lên xuống qua lại và không biết cảm nhận được thì bạn hãy tập lại cái clip cách cảm nhận cơ bắp kỹ giúp mình. Đó là cái clip cơ bản nhất cho bất kỳ bạn nào bắt đầu vào con đường tập luyện các bạn. Skill nói riêng hay là basic nói chung, tất cả đều cần cái clip đó hết. Sau khi bạn tập ổn là bạn hãy nhớ quay cái clip lại để xem cái bả vai mình đúng chưa là cách chắc nhất. Hãy chắc chắn là sau này mỗi lần bạn tập planche thì vai của bạn phải đều hạ xuống, hạ vai xuống là đưa vai xuống, đẩy, siết mông. Đó, mình muốn các bạn hãy tư thế này thật cổ. Thì sau khi bạn tập được bài đầu tiên này rồi, chúng ta sẽ tới bài tập thứ hai là chúng ta sẽ tập giữ như vậy thôi các bạn. Các bạn tập giữ như vậy thôi. Tại vì bạn tập giữ như vậy á thì cơ thể của chúng ta sẽ quen các bạn ha. Các bạn giữ khoảng từ 40 giây tới 60 giây cho 3 tới 5 hiệp. Thế. Rồi thì qua thời gian khi bạn đã ổn rồi các bạn, chúng ta sẽ tăng độ khó lên bằng cách là chúng ta sẽ hạ chân. Và nhớ hồ rock này. Ok, hồ rock. Được chưa? Đó.
nếu như bạn tập này trong nhà, mình khuyên các bạn là nên để chân giống như vậy nè bạn. Các bạn để chân giống như vậy ha, thì cái người nó sẽ thẳng và đẹp hơn các bạn nhé. Nhưng mà mình sẽ vào đây lại nè, đưa hai vai xuống, đưa hai vai ra xa nhau, cổ lóc rồi đó. Thì khi bạn úp chân xuống như vậy nè thì cái form người của bạn nó sẽ thẳng hơn, mình nhớ đẹp hơn các bạn nhé. Rồi sau đó khi bạn quen đó, những bài tập phải giúp bạn cảm nhận rõ đó, thả tay ra, thả tay. Mình nhớ khi bạn làm như vậy nè, bạn không có rớt cái vai, lúc nào mình cũng phải cái vai mình phải gồng chặt ở tư thế hạ xuống và đưa hai vai ra xa nhau nhé các bạn nha. Và tiếp theo thì đây cũng là bài tập rất tốt các bạn ha, đó là bạn sẽ vào tư thế plank, bạn y chang vậy luôn đấy, siết mông đó, nhấc lên. Bạn kiểm tra coi mình có bị mất rớt vai chưa, mà rớt phải đẩy nó lại nha. Đây là những bài tập rất tốt nền tảng các bạn ha. Bạn sẽ giữ từ 45 tới 1 phút các bạn, 45 giây tới 1 phút ha, trong vòng 3 tới 5 set là ổn. Khi bạn đã có thể hoàn toàn giữ thoải mái mà không thấy khó khăn gì, chúng ta sẽ tới với bài tập tiếp theo các bạn ha. Và level tiếp theo, sau khi bạn đã cảm nhận thấy vai tốt, vai bạn đã khỏe, còn vai cũng ổn, chúng ta sẽ tới với hip đất để chúng ta tăng sức mạnh của vai ha. Thì mình nhắc lại ở cái tư thế này, ở khi hít đất này nè, bạn vẫn nhớ, bạn phải luôn nhớ là chúng ta không có bị rớt cái vai nhé các bạn. Lúc nào cũng vậy, tại vì mình đang tập plank thì hai cái vai của mình lúc nào cũng phải đưa ra xa nhau và hạ xuống hết, thì mình hít đất nó sẽ ra vậy các bạn, hít đất vậy. Nhớ nha, mình chỉ co kiểu tay thôi. Đấy. Yeah. Khi bạn tập, bạn quay clip lại, nếu như bạn hít đất mà bạn bị rớt này thì dừng nha các bạn ha. Rồi, bắt đầu lại nè, hạ vai, nâng, cổ lóc. Đó. Đó. Sau khi bạn đã Bushido push up xong, chúng ta sẽ tới với level cuối cùng trước khi bạn có thể làm được chất plank các bạn. Đó chính là chúng ta sẽ làm plank clean nhưng mà elevated các bạn. Elevated tức là bạn sẽ để chân lên cao các bạn ha. Mình diễn vậy. Đây. Đó. Bạn thì giữ được từ 15 tới 20 giây, 3 tới 5 set. Sau khi bạn đã xong cái level này, chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta có thể làm được thức plank các bạn. Các bạn vào vị trí bằng cách là hạ vai xuống, đưa hai vai ra xa nhau,
và xương đất. Và bạn hưởng thành quả các bạn ơi. Mình hứa là nếu như bạn đi theo hết tất cả những cái bước này, bạn sẽ làm được. Ok. Yeah. Okay. Thì đó chính là tất cả những bài tập mình muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn có thể tập planche đừng có thức không. Và nếu như bạn theo hết tất cả các bước trong cái clip này thì bạn có thể hoàn thành được thức planche. Nếu bạn là hoàn toàn người mới, có thể trong vòng từ 2 tới 3 tháng thì bạn sẽ làm được các bạn ha. Nếu trong quá trình tập luyện bạn vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào nữa, đừng ngại comment trực tiếp ở phía dưới clip này hoặc inbox cho mình qua fanpage Làng Hoa Vũng Cao, mình trả lời cho các bạn. Chúc các bạn tập luyện tiến bộ và truyền cảm hứng cho người khác. Hẹn lại các bạn ở clip sau. Bye các bạn. I'm not done.